Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Ngôi sao đội tuyển Đức hầu tòa, trả giá đắt vì đánh bạn gái. Trung vệ nổi tiếng người Đức Jerome Boateng đã phải ra hầu tòa ở Munich vì những cáo buộc hành hung bạn gái cũ vào năm 2018. Jerome Boateng bị cáo buộc đã tấn công bạn gái của Sherin trong kỳ nghỉ ở quần đảo Turks và Caicos vào năm 2018. Cặp đôi này cũng đang vướng vào vụ tranh chấp quyền nuôi hai con sinh đôi. Nếu bị kết tội theo khung cao nhất, trung vệ 33 tuổi này có thể sẽ phải đối mặt với án tù 5 năm. Theo lập luận của công tố viên trên tòa, Jerome Boateng đã đấm vào mặt bạn gái cũ và ném cô xuống sàn nhà một cách dã man. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng thường xuyên bạo lực tinh thần với bạn gái. Công tố viên đề nghị mức án 1,5 năm tù treo và yêu cầu số tiền bồi thường lên đến 1,5 triệu euro. Sau khi nghe công tố viên và luật sư của Boateng trình bày, Tòa án Munich đã kết luận trung vệ Jerome Boateng phạm tội xâm hại thân thể bạn gái cũ. Anh sẽ không phải nhận án phạt tù nhưng sẽ phải bồi thường cho bạn gái của số tiền 1,8 triệu euro. Jerome Boateng liên tục vướng phải rắc rối với những mối quan hệ của mình. Hồi tháng 2, một bạn gái cũ khác của Boateng đã tự tử sau khi cả hai chia tay. Vụ việc này đã khiến trung vệ 33 tuổi bị chỉ trích. Jerome Boateng hiện đang chơi cho Lyon của Ligue 1 sau khi anh rời Bayern Munich vào mùa hè năm nay. Cầu thủ này từng là một trong những gương mặt xuất sắc nhất của Bayern, đã giành được cú ăn ba trong các mùa giải 2012, 2013 và 2019, 2020. Boateng đã có 76 lần khoác áo đội tuyển Đức, giúp đội tuyển quốc gia vô địch World Cup năm 2014. Trước Boateng, huyền thoại của Murray cũng hầu tòa vì tấn công bạn gái.